Nhung chào cả nhà nha, đã trở lại kênh Nina Vlog Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Nhung có mì nữa nè cả nhà. Cả nhà có nhớ cái mì cấp độ 7 này không cả nhà? Hôm nay Nhung sẽ làm 3 gói nha cả nhà. Rồi bây giờ con gái Nhung sẽ nấu. Ok, mời cả nhà đón xem nhé. Bỏ tôm vô ăn cho đỡ ngán nha cả nhà. Rồi con sẽ chuẩn bị cái cái cùng. Mấy cái gói gia vị vô nha cả nhà, rồi mình đảo lên nha cả nhà. Đây mình đã chuẩn bị xong cái dĩa nha cả nhà, lát mình bỏ lên dĩa.
rồi, các bạn thấy ngon không? Ok, bây giờ mình bưng lên bàn mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Chào đại gia đình, chào cả nhà nha. Đã trở lại kênh Nina Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Nhung có mì cay xúc độ cay siêu cay cấp độ 7. Nhung ăn với tôm nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ok, cả nhà cùng ăn nhé. Sâu nhóm mịt bốc khói nè cả nhà ơi. Mình sẽ ăn với bé Su nha cả nhà. Bữa nay mình ăn tôm được, ăn lươn gói được, mình cứ ăn tiếp cả nhà, dễ ăn các bạn. Mình đang đói bụng cả nhà. Tôm cả nhà. Nhưng có mấy thì thích ăn tôm, nhưng mà tôm á, tôm luộc mà có gạch đó cả nhà, cái đầu có gạch giống vậy nè cả nhà, súp bờ ngon cả nhà, cho nên mình thích cả nhà. Mì này cay nhưng còn ăn được. Còn bữa như mua cái loại mì kia cay cái gấp đôi cái xúc gấp đôi 7 nha luôn cả nhà. Cay quá ăn sưng môi luôn. Mình đang cay cả nhà, mình ăn cắn miếng dưa leo vô đỡ cay không cả nhà, mà ngon nữa cả nhà.
ngon quá các bạn, nên nó có gạch mình thích. Mình thích ăn cái đầu này, đầu này. Xịt nước không à cả nhà ơi. Hôm nay con Nhung được nghỉ học cả nhà, tại vì thích chờ meeting á, thích chờ trong trường á, họp á cả nhà. Cho nên ở Mỹ lâu lâu mỗi một tháng có một cái họp meeting á cả nhà. Rồi mấy đứa nhỏ được nghỉ. Thì nó cũng được nghỉ hè cả nhà, mùa hè nó nghỉ được chừng 2 tuần thôi. Còn những ngày còn lại là cũng phải đi học nha các bạn. Cay quá. Cái nước này là cái nước bữa Nhung mua trong mấy chai màu vàng đó, có kiwi với lại nha đam á cả nhà. Uống nó mát lắm cả nhà. Uống nó bị sữa rồi. Xu uống hết đi sữa luôn cả nhà. Nhung ăn hai đũa vậy là ngon cả nhà. Từ cả nhà ơi, video Nhung xin tới đây tạm dừng nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, bye bye.